Rối loạn tiền đình là vấn đề thường gặp ở nhiều người, gây ra các triệu chứng phổ biến như chóng mặt, mất thăng bằng. Có thể chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn rồi hết, nhưng cũng có thể kéo dài, tái phát nhiều lần. Đây là tình trạng quá trình dẫn truyền và tiếp nhận thông tin của tiền đình bị rối loạn hoặc tắc nghẽn do dây thần kinh số 8 hoặc động mạch nuôi dưỡng não bị tổn thương hay các tổn thương khác ở khu vực tay trong và não. Bất cứ ai, dù ở độ tuổi nào, cũng có thể mắc bệnh rối loạn tiền đình, nhưng người lớn tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Ước tính cứ 100 người trên 40 tuổi trở lên thì có khoảng 35 người mắc bệnh rối loạn tiền đình. Hội chứng tiền đình cấp thường biểu hiện từng cơn, khởi phát nhanh với những triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn hoặc nôn. Theo thống kê năm 2015 tại Hoa Kỳ, mỗi năm có khoảng 2,6 triệu lượt khám tại khoa cấp cứu vì các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, và khoảng 150.000 người trong số này được chẩn đoán là hội chứng tiền đình cấp. Tuy nhiên, sau khi khảo sát lại nguyên nhân thì có tới khoảng 25% có hẹp động mạch hệ sống nền, và chính những bệnh nhân này sẽ tiến triển nhồi máu não nếu không được dự phòng. Để tránh những bỏ sót nguy hiểm này, cần phân biệt hai loại chóng mặt, đó là chóng mặt ngoại biên và chóng mặt trung ương. Chóng mặt trung ương là chóng mặt nguy hiểm, trong đó có nguyên nhân sơ hẹp động mạch não có thể tiến triển thành đột quỵ. Đây là rối loạn tiền đình trung ương do các tổn thương nhân tiền đình ở thân não, tiểu não. Nhóm bệnh này ít gặp, triệu chứng không rầm rộ, tuy vậy thường nguy hiểm và khó chữa hơn nhóm bệnh tiền đình có nguyên nhân ngoại biên. Chóng mặt ngoại biên là do tổn thương hệ tiền đình ngay tại vùng tai trong. Triệu chứng thường rầm rộ, bệnh nhân chóng mặt và mất thăng bằng nhiều nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Đa số mọi người hay mắc nhóm bệnh này. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của rối loạn tiền đình mà người bệnh có các dấu hiệu khác nhau. Đối với người bệnh mắc hội chứng tiền đình ngoại biên sẽ có các biểu hiện như chóng mặt có hệ thống, các vật quay xung quanh người bệnh hay ngược lại. Biểu hiện rõ nhất thường là khi người bệnh thay đổi tư thế, đặc biệt là khi đứng lên ngồi xuống một cách đột ngột hoặc khi vừa ngủ dậy. Cơ thể mất thăng bằng, choáng váng, đầu óc quay cuồng, người loạng choạng, đứng không vững, rối loạn thị giác, hoa mắt, chóng mặt, mất phương hướng, rối loạn thính giác, ù tai. Khi bệnh nhân có dấu hiệu ù tai phải đến khám sớm và điều trị tích cực. Nếu điều trị muộn sẽ để lại di chứng có tiếng ve kêu, dế kêu trong tai, đặc biệt về đêm. Ngoài ra, người bệnh còn có thể có biểu hiện buồn nôn hoặc nôn, mất ngủ, người mệt mỏi, thiếu tập trung, nhãn cầu rung giật hoặc hạ huyết áp. Đối với người bệnh mắc hội chứng tiền đình trung ương sẽ có các biểu hiện. Bệnh nhân thường không chóng mặt dữ dội, có cảm giác bồng bềnh như trên sóng, giảm thính lực, ù tai, nghe kém. Biểu hiện rung giật nhãn cầu nhiều hướng, có cả rung giật nhãn cầu dọc, dáng đi như người say rượu. Bệnh nhân thường không đi theo một đường thẳng hay đi hình rích rắc, không thể làm chính xác động tác và đôi khi có thay đổi giọng nói. Tóm lại, các triệu chứng của rối loạn tiền đình không cảnh báo sự trầm trọng về bệnh lý, nhưng khi nó xuất hiện kèm theo các hiện tượng sốt cao trên 38 độ C, đau nhức đầu đột ngột, giảm hoặc mất thị lực, nói khó, mất thính giác, không thể định hướng không gian hoặc thời gian, mất ý thức, run rẩy chân tay, tê đầu ngón chân, ngón tay, người chao đảo, dễ té ngã, nhịp tim nhanh hoặc chậm bất thường, đau tức ngực thì cần đến cơ sở y tế ngay vì nó cảnh báo các bệnh lý nguy hại cho sức khỏe và tính mạng người bệnh. Với những bệnh nhân chóng mặt, đặc biệt có nhiều yếu tố nguy cơ sơ vữa mạch máu, tăng huyết áp, đái tháo đường, người hút thuốc lá, mỡ máu cao, người cao tuổi, nếu biểu hiện chóng mặt thường xuyên hoặc bất thường thì nên được khám chuyên khoa và khảo sát sớm mạch máu não. Bởi rối loạn tiền đình đi kèm với một vài bệnh lý như thiếu máu não, tiểu đường, huyết áp cao có thể là nguyên nhân dẫn đến đột quỵ. Khi có những dấu hiệu rối loạn tiền đình hoặc cơ thể có những thay đổi bất thường, cần đi thăm khám càng sớm càng tốt để có phương pháp điều trị bệnh kịp thời.